Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề ha. Thì lâu quá thì mới lên clip đồ nghề lại nè. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em là mua hàng đơn 300.000 chuyển khoản đủ bao ship, còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship cho mình ha. Rồi đầu tiên là một mã số 1 đi. Số 1 con này bán cho anh em 180.000 ha. Đây con này mới chưa sử dụng. Chưa có dấu xài luôn. Con này của hit size 200ml anh em. Rồi mã số 1 180k. Số 2 là một con mẫu quạ, con này của Indonesia ha. Thép trắng. Mẫu mới. Rồi con này bán anh em 140.000. Mã số 2. Mã số 3 là một cái giũa hợp kim. Cái này bán anh em 140 ha. Giũa hợp kim 140.000. Số 4, một cây dao sashimi, cây này bán anh em 200k ha. Hai lớp anh em, mài bén giờ này mình sử dụng ha. Khá là dài. Rồi. Con sashimi này bán anh em 200. Rồi, một cặp một cái tô ngàm 7580 nè. Đó, cái này bán cho anh em là 370.000 nha. Cũng Husan mới chưa sử dụng luôn nè. Đó. Rồi, con Eto 370.000. Một cặp kéo cắt ton bán anh em 350 nha, da bằng nè, kéo này cộng lực nha, lưỡi chống trượt nha. Rồi con này đó, cũng lưỡi ngon lành ha, thép đất nguyên khói. Rồi mã số 6, cặp 350 ha. Tiếp số 7, cặp này bán cho anh em 300k. Dạ, 300k cho hai viên đá này ha. Đá này chắc độ mình cũng cả ngàn nha anh em, cả ngàn ha, hai viên 300. Ơi, mã số 8, một con mỏ lết của Mỹ nha, con này bán anh em 300k. Số 8 300. Ngàm rồi đứng ngon ngon lành ha, số 8 300. Số 9. Cái bán gì? À, 150 nè. Cái dao option ha, số 9 150. Tiếp số 10, còn mỏ lết ba cô, con này bán anh em 130.000 ha, thủy điển nha. Số 10 130, lên 15 số này nè. Số 10 130. 11, kéo này bán anh em 200 ha, mất ngóc rồi. Mất ngóc rồi. Số 11 200. 12 cái kéo giải Mitsu bán anh em 150 ha. 12 150. 13 cái kim cộng lực mỗi công nè, da bằng ha, kim cắt kẽm nè. Rồi 13, cây này bán anh em 130.000. 14 bán anh em 120 ha. Cho một cái kéo bướm, kéo hồ lô, 420 kéo hồ lô Osaka luôn. 15 300k, 300k cho cái Eto 1050 có chữ da bằng với đế kẹp luôn nha, mới chưa sử dụng. Rồi 15 300. Anh em mua liên hệ em một số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề ha.